Hoan nghênh chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Mệnh Tài Lộc ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới quý anh chị và các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng Mệnh Tài Lộc trong suốt quãng thời gian vừa qua. Hy vọng anh chị và các bạn vẫn luôn ủng hộ và đồng hành cùng Mệnh Tài Lộc trong những thời gian sắp tới. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Mệnh Tài Lộc sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Vậy thì đón vận trình ngày mới, đường công danh sự nghiệp, sức khỏe tình duyên và gia đạo của 12 con giáp sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp được những điều may mắn? Và con giáp nào sẽ phải đối diện với những điều xui xẻo trong vận trình ngày mới của mình? Đường tài lộc cụ thể của từng con giáp sẽ biến động ra sao? Và 12 con giáp nên làm những điều gì để có thể đón một ngày mới tốt lành, hành thông hơn, công việc thuận lợi hơn và tiền bạc về tay nhiều hơn? Vậy thì trước khi vào tìm hiểu nội dung chính, nếu quý anh chị và các bạn là những người lần đầu tiên đến với Mệnh Tài Lộc hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó, nhấn tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ các video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và ngay bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết của ngày hôm nay. Đầu tiên là về thông tin tử vi ngày 22 tháng 9 năm 2024, Chủ nhật dương lịch. Âm lịch là ngày 20 tháng 8 năm 2024, là ngày Kỷ Sửu, tháng Quý Dậu, năm Giáp Thìn, tiết khí thu phân. Hôm nay là ngày Câu Trần Hắc Đạo. Giờ hoàng đạo gồm có những khung giờ như sau: giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Tị từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Tuổi hợp xung ngày hôm nay: hôm nay tam hợp với tuổi Dậu và tuổi Tỵ, lục hợp với tuổi Tý, hình với tuổi Mùi và tuổi Tuất, hạ với tuổi Ngọ và xung với tuổi Mùi. Tuổi bị xung khắc với ngày hôm nay là tuổi Đinh Mùi và tuổi Ất Mùi. Tuổi bị xung khắc với tháng là tuổi Đinh Mão, Tân Mão và Đinh Dậu. Về ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, hôm nay là ngày Kỷ Sửu, tức can chi tương đồng, đây là ngày tốt. Nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi Quý Mùi và tuổi Ất Mùi. Ngày thuộc hành hỏa, khắc hành kim, đặc biệt người tuổi Quý Dậu và tuổi Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Sửu, lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi, tam sát kỵ mệnh tuổi Dần, tuổi Ngọ và tuổi Tuất. Sao tốt trong ngày hôm nay gồm có sao Mẫu Thương, tam hợp, thời âm và sao Kim Đường. Sao xấu gồm có sao Tử Khí và sao Câu Trần. Những việc nên làm và không nên làm trong ngày hôm nay: trong ngày 22 tháng 9, anh chị và các bạn chỉ nên làm những công việc như họp mặt, đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, động thổ, đổ mái, sửa kho, ký kết, giao dịch và nạp tài. Ngoài ra thì không nên làm những công việc như giải trừ, chữa bệnh và thẩm mỹ. Về hướng xuất hành, đi theo hướng chính nam để đón tài thần và đi theo hướng đông bắc để đón hỷ thần. Trên đây là một số thông tin của tử vi ngày 22 tháng 9 năm 2024. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024 ở ngay nội dung dưới đây. Đầu tiên, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp ngày 22 tháng 9 cho thấy trong ngày có cục diện tam hội tọa mệnh, đem đến luồng gió mới đầy tích cực cho tuổi Tý, mở ra những cơ hội tài lộc khá rộng rãi. Tuổi Tý sẽ nhận được nhiều cơ hội làm ăn mới và hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Với uy tín và danh tiếng đã xây dựng trong thời gian vừa qua, khách hàng sẽ tự động tìm đến, đồng thời cũng truyền miệng cho những người khác, từ đó doanh thu của mệnh chủ cũng tăng lên đáng kể. Còn đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có những nguồn thu nhập ổn định. Nếu như bạn tranh thủ làm thêm ngoài giờ trong những lúc rảnh rỗi thì hoàn toàn có thể gia tăng thu nhập cho bản thân mình. Cộng với sự chi tiêu hợp lý và khả năng tiết kiệm cũng rất tốt, nên người tuổi Tý cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho tương lai, giảm bớt những lo lắng về tài chính.
Những thành quả ngày hôm nay cũng chính là minh chứng cho những sự cố gắng và nỗ lực của bạn trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi Tý trong ngày cuối tuần thì có thể gặp đôi chút trục trặc do ảnh hưởng của sự xung khắc giữa thủy và hỏa. Những sự nghi ngờ và bất an trong lòng không có cơ sở và khiến cho bạn rất dễ phạm phải những sai lầm, vô tình làm tổn thương những người gần gũi với mình. Tuổi Tý cũng nên cẩn trọng hơn trong việc thể hiện cảm xúc để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có. Về tử vi tuổi Giáp Tý mệnh Kim, hoàn thành tốt mọi công việc được giao, giúp bạn mở ra những cơ hội làm ăn mới, gia tăng thu nhập. Về tử vi tuổi Bính Tý mệnh Thủy, những người làm côn lương sẽ gia tăng được thu nhập cho mình bằng những công việc tay trái làm thêm ngoài giờ, giảm bớt sự lo lắng về vấn đề tài chính. Về tử vi tuổi Mậu Tý mệnh Hỏa, bạn có thể phạm phải sai lầm và làm tổn thương cho những người thân thiết. Bạn cần lưu ý trong cách thể hiện cảm xúc của mình. Về tử vi tuổi Canh Tý mệnh Thổ, đừng để sự vội vàng và thiếu suy nghĩ làm cản trở quá trình ra quyết định của bạn. Bạn hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những sự lựa chọn quan trọng. Về tử vi tuổi Nhâm Tý mệnh Mộc, những cơ hội làm ăn mới sẽ giúp bạn thuận lợi trong vấn đề kinh doanh, với doanh thu đang dần tăng lên trông thấy. Về sự nghiệp của người tuổi Tý ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Tý ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý là người tuổi Ngọ và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 5 và số 0 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tý trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Sửu trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy đón chào ngày mới có sự ảnh hưởng của Tỷ Kiên. Ngày này các mối quan hệ xã giao của tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu không được tốt. Tình cảm cá nhân thì có thể chi phối suy nghĩ và hành động của tuổi Sửu, khiến cho việc hoàn thành công việc cũng trở nên khó khăn hơn. Sự thiếu hòa hợp này thì có thể làm cho công việc của bạn bị trì trệ, không đạt được những kết quả như mong muốn. Vì vậy mà người tuổi Sửu cũng cần phải thận trọng trong việc đưa ra các quyết định và việc duy trì sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Hơn nữa, ngày có sự xuất hiện của thiên quan làm tăng thêm những thách thức mới trong ngày. Khả năng người tuổi Sửu sẽ gặp phải những kẻ tiểu nhân cố tình gây cản trở hoặc làm xấu hình ảnh cá nhân của bạn. Điều này thì có thể khiến cho công việc gặp phải nhiều vấn đề và không đạt được những kết quả như mong đợi. Trong những tình huống như vậy, bạn cần phải giữ bình tĩnh và có sự tỉnh táo thì mới có thể xử lý mọi việc một cách hiệu quả nhất. Bù lại thì đón chào ngày mới mang đến nhiều tin vui trong lĩnh vực tình cảm nhờ có sự tương tác giữa hỏa thổ. Những người độc thân thì có thể bất ngờ gặp được những đối tượng tiềm năng, mở ra những cơ hội mở rộng mối quan hệ. Còn đối với các cặp đôi thì những hiểu lầm và những bất hòa trước đó cũng sẽ được giải quyết, giúp tình cảm giữa hai người trở nên bền chặt và sâu sắc hơn trước những cơn sóng gió. Về tử vi tuổi Ất Sửu mệnh Kim, cảm xúc cá nhân thì có thể làm ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc. Vì vậy, bạn cũng cần phải chú ý cân bằng sao cho tốt. Về tử vi tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy, sự cứng đầu và bảo thủ thì có thể làm cản trở tiến trình công việc. Bạn hãy linh hoạt và lắng nghe ý kiến của người khác để đạt được những kết quả tốt nhất. Về tử vi tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa, nếu bạn tiếp tục giữ thái độ cứng nhắc, không chịu thay đổi thì bạn có thể đối mặt với những thiệt thòi không đáng có. Về tử vi tuổi Tân Sửu mệnh Thổ, tình cảm gia đình cũng trở nên ấm áp hơn, hài hòa hơn khi mà những hiểu lầm trước đó cũng được tháo gỡ. Về tử vi tuổi Quý Sửu mệnh Mộc, tính cách cứng đầu cứng cổ thì có thể làm cản trở công việc rất nhiều. Bạn hãy mở lòng và hãy chấp nhận ý kiến của người khác. Về sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Sửu ngày hôm nay là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Sửu là người tuổi Dần và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 1 và số 2 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Sửu
trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, hôm nay ngày tuổi Dần sẽ trải qua một ngày khá thuận lợi nhờ có sự hỗ trợ của chính ấn. Các hoạt động tương tác làm ăn diễn ra rất suôn sẻ và đạt được những kết quả khá tốt. Sự ủng hộ từ phía đối tác và cộng sự không chỉ giúp cho công việc của tuổi Dần phát triển mạnh mẽ mà còn tiếp thêm động lực và niềm vui trong sự nghiệp của bạn. Những nỗ lực và những cống hiến của bạn cũng sẽ được đền đáp và sẽ mở ra nhiều cơ hội mới. Về phương diện tài chính thì cho thấy hôm nay vận tài lộc của tuổi Dần cũng đang khá vượng. Tuy nhiên, để duy trì sự ổn định và phát triển tài lộc lâu dài thì mệnh chủ tuổi Dần cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đừng để tiền bạc tiêu hao vào những khoản không cần thiết. Thời điểm này cũng là cơ hội rất tốt để bạn tích lũy và đầu tư. Bạn hãy chú ý vào việc quản lý tài chính thì sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu tài chính dài hạn. Tuy nhiên, trong ngày có sự ảnh hưởng của ngũ hành mộc sinh xuất, sự thiếu tin tưởng thì có thể dẫn đến những hoài nghi và những hiểu lầm không đáng có. Sẽ tốt hơn nếu bạn chịu mở lòng và chịu chia sẻ những điều mà bản thân đang còn băn khoăn trong lòng. Đặc biệt, trong các mối quan hệ vợ chồng với nhau thì có thể xuất hiện những mâu thuẫn và những tranh cãi do những chuyện nhỏ nhặt. Sự thông cảm và lắng nghe sẽ giúp giảm bớt đi xung đột và cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Về tử vi tuổi Giáp Dần mệnh Thủy, sự nghiệp thì đang trên đà thăng tiến, mang lại nhiều niềm vui và động lực cho bạn để phấn đấu. Về tử vi tuổi Bính Dần mệnh Hỏa, tình cảm có thể gặp những hiểu lầm không đáng có, các cặp đôi có thể xảy ra cãi vã to tiếng. Về tử vi tuổi Mậu Dần mệnh Thổ, tài lộc đang trên đà phát triển, đây là thời điểm lý tưởng để bạn tiết kiệm và đầu tư sinh lời. Về tử vi tuổi Canh Dần mệnh Mộc, công việc hợp tác diễn ra thuận lợi nhờ việc tìm được những đối tác triển vọng. Bạn hãy tận dụng cơ hội để nâng cao hiệu quả công việc. Về tử vi tuổi Nhâm Dần mệnh Kim, cần có kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, tránh lãng phí tiền bạc vào những thứ không cần thiết. Về sự nghiệp của người tuổi Dần ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là khá, sức khỏe là khá và tình cảm cũng là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Dần ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dần là người tuổi Tý và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 0 và số 9 và màu sắc cát tường là màu hồng và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dần trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, hôm nay tuổi Mão phải đối mặt với nhiều thách thức trong các mối quan hệ do ảnh hưởng của thiên quan. Mặc dù bạn không phải là người chủ động gây ra những xung đột, nhưng những rắc rối và những tranh cãi thì có thể vẫn tìm đến với người tuổi Mão một cách rất bất ngờ. Đặc biệt, những người đang giữ ở vị trí lãnh đạo thì có thể gặp phải những cuộc tranh chấp về lợi ích cá nhân. Khi mà cấp dưới thì có thể lôi kéo hoặc tạo ra những vấn đề khó giải quyết. Hôm nay có sự xuất hiện của thị phi trong ngày thì sẽ làm giảm uy tín và ảnh hưởng đến người tuổi Mão khá nhiều. Và để bảo vệ danh tiếng của mình thì bạn cũng cần phải giữ vững lập trường và cần phải đưa ra những quyết định dứt khoát. Đồng thời, bạn hãy cẩn trọng với các vấn đề liên quan tới tiền bạc để tránh rắc rối không đáng có. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, ngày ngũ hành tiêu hao thì cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tình cảm gia đình khi mà các cặp đôi rất dễ rơi vào những cuộc tranh cãi không cần thiết. Các hiểu lầm nho nhỏ thì có thể trở thành nguyên nhân chính gây ra những mâu thuẫn lớn. Để duy trì mối quan hệ ổn định thì tuổi Mão cũng cần phải chú ý đến lời nói và hành động của mình để tránh những cơn sóng ngầm trong tình cảm bùng phát. Về tử vi tuổi Ất Mão mệnh Thủy, dù gặp phải mâu thuẫn hay tranh cãi thì bạn vẫn nên chú ý đến cách giao tiếp và cách xử lý các tình huống để tránh sự căng thẳng không cần thiết. Về tử vi tuổi Đinh Mão mệnh Hỏa, tình cảm gia đình có thể không được êm ả như mong đợi. Các cặp đôi xảy ra cãi vã
chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Về tử vi tuổi Kỷ Mão Minh Thổ, bạn nên giữ lập trường vững vàng và nên đưa ra những quyết định dứt khoát hơn khi cần thiết. Về tử vi tuổi Tân Mão Mệnh Mộc, các hoạt động xã giao và tiệc tùng thì có thể làm giảm tình hình tài chính một cách nhanh chóng. Bạn hãy cân nhắc trước khi chi tiêu. Về tử vi tuổi Quý Mão Mệnh Kim, những người làm lãnh đạo có thể gặp phải tranh chấp về lợi ích do bị cấp dưới lôi kéo. Bạn cần xử lý tình huống một cách khéo léo để bảo vệ quyền lợi của mình. Về sự nghiệp của người tuổi Mão ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là trung bình. Về giờ tốt cho người tuổi Mão ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mão là người tuổi Dần và người tuổi Tỵ. Con số may mắn là số 5 và số 2 và màu sắc cát tường là màu đen và màu xanh. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy đón chào ngày mới, vận khí của tuổi Thìn đang chịu sự ảnh hưởng không mấy tích cực từ cục diện tương phá. Điều này cảnh báo rằng công việc của bạn có thể gặp nhiều trở ngại và khó khăn hơn dự kiến. Áp lực từ công việc trong ngày thì đang dần gia tăng, khiến cho người tuổi Thìn cảm thấy căng thẳng và khó tập trung để làm việc. Và để làm dịu bớt đi tâm trạng và tìm kiếm nguồn cảm hứng mới, tuổi Thìn cũng nên dành thêm thời gian để đi ra ngoài, để thư giãn, để tìm một khoảng không gian khác để thay đổi tư duy. Như vậy thì bạn có thể tìm ra những phương pháp giải quyết hữu ích hơn cho các vấn đề mà mình đang gặp phải. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn cũng nên đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Mặc dù bạn nhiệt tình là một điều vô cùng tốt, nhưng không phải lúc nào họ cũng có ý tốt đối với bạn. Một số người thì có thể đang âm thầm tìm cơ hội để gây khó khăn cho bạn. Chính vì vậy mà mệnh chủ tuổi Thìn cũng cần giữ vững sự cảnh giác và cũng nên thận trọng trong cách giao tiếp và các quyết định của mình để tránh bị người khác lừa gạt. May mắn là trong ngày hôm nay vẫn có đôi chút điểm sáng từ cục diện ngũ hành tương sinh. Sự chân thành và cẩn trọng trong các mối quan hệ cá nhân sẽ mang lại những kết quả tích cực. Nếu bạn đang theo đuổi một ai đó thì bạn cũng đừng ngần ngại để thể hiện sự quan tâm và thể hiện tình cảm của mình. Những nỗ lực của bạn sẽ không hề bị lãng phí, trái lại nó sẽ giúp cho bạn tạo ra được ấn tượng sâu sắc và có thể sớm nhận được sự đáp lại từ người ấy. Về tử vi tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, để đạt được những hiệu quả tốt trong công việc, bạn hãy tập trung vào những mục tiêu chính, tránh bị phân tâm bởi các yếu tố bên ngoài. Về tử vi tuổi Bính Thìn mệnh thổ, có thể gặp phải những tin tức không vui, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc. Về tử vi tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, mối quan hệ với đồng nghiệp có thể gặp phải sự căng thẳng và bất đồng. Bạn cần duy trì sự hòa hợp và linh hoạt trong giao tiếp để giảm thiểu xung đột. Về tử vi tuổi Canh Thìn mệnh kim, sức khỏe hôm nay đang bị giảm sút, có thể là do làm việc quá sức, bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, những hành động chân thành và sự quan tâm của bạn sẽ chinh phục được trái tim của người ấy. Về sự nghiệp của người tuổi Thìn ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Thìn ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thìn là người tuổi Tý và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 1 và số 2 và màu sắc cát tường là màu nâu và màu xám. Trên đây đó là tử vi của con giáp tuổi Thìn trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, hôm nay tuổi Tỵ đón nhận được nguồn năng lượng tích cực từ cục diện tam hợp, mang lại một nguồn luồng tài lộc khá dồi dào. Đặc biệt, ngày này sẽ có cơ hội để cho người tuổi Tỵ đầu tư và hợp tác làm ăn, giúp cho bạn
thu về những khoản lợi nhuận đáng kể. Tình hình tài chính trong ngày không chỉ ổn định mà đang có chiều hướng tăng lên khá rõ rệt, khiến cho người tuổi Tỵ cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều mà không phải lo lắng như thời gian trước kia nữa. Bên cạnh đó, ngày có sự hỗ trợ của chính ấn giúp gia tăng khả năng sáng tạo của tuổi Tỵ, mở ra những cơ hội mới trong các lĩnh vực công danh và sự nghiệp. Tuổi Tỵ không ngần ngại đối mặt với khó khăn và thử thách và tận dụng những ý tưởng sáng tạo của mình để cải thiện tình hình công việc hiện tại. Tinh thần lạc quan và luôn quyết tâm cao độ đã giúp cho người tuổi Tỵ vượt qua được những khó khăn trước đó và từ đó giúp bạn đạt được những thành công nhất định. Tuy nhiên, ngày có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hỏa khí, tuổi Tỵ cũng cần phải đặc biệt chú ý đến phương diện sức khỏe của mình. Hỏa khí đang vượng thì có thể gây ra tình trạng mệt mỏi, ảnh hưởng đến ngũ tạng và giảm sút năng lượng khá nhanh. Do đó, người tuổi Tỵ cũng nên dành thêm thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ, tránh các công việc quá nặng nhọc để phục hồi sức khỏe. Về tử vi tuổi Ất Tỵ mệnh hỏa, vận trình tài lộc đang khởi sắc, cho phép bạn thoải mái chi tiêu và đầu tư sinh lời. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ mệnh thổ, người làm công lương có thể gia tăng thu nhập bằng những công việc tay trái làm thêm ngoài giờ. Về tử vi tuổi Kỷ Tỵ mệnh mộc, người buôn bán, người kinh doanh sẽ thấy đường tài lộc đang gia tăng khá nhanh chóng, giúp bạn cải thiện doanh thu và lợi nhuận. Về tử vi tuổi Tân Tỵ mệnh kim, bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, hãy ưu tiên phục hồi cơ thể và nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Về tử vi tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nếu bạn có cảm tình với đó, hãy mạnh dạn tiếp xúc và thu hẹp khoảng cách lại với nhau. Điều này có thể tạo cơ hội để phát triển mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa. Về sự nghiệp của người tuổi Tỵ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tỵ ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tỵ là người tuổi Ngọ và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 0 và số 2 và màu sắc cát tường là màu vàng và màu trắng. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Ngọ trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, đón chào ngày mới, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhờ có sự hỗ trợ của cục diện thiên ấn. Tuổi Ngọ sẽ cảm thấy tiền bạc dễ dàng chảy về túi, đặc biệt là những ai đang hoạt động trong các lĩnh vực buôn bán kinh doanh. Nguồn thu nhập ổn định không chỉ giúp cho bạn có đủ khả năng chi tiêu một cách thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày, mà còn tạo điều kiện để bạn tích lũy một khoản dự phòng hữu ích cho tương lai. Bên cạnh đó, chính quan xuất hiện mang đến những lời khuyên quý báu từ mọi người xung quanh. Những ý kiến và những tư vấn từ mọi người không chỉ giúp bạn mở rộng góc nhìn mà còn cung cấp những thông tin cần thiết để giúp bạn cải thiện hiệu quả công việc và đời sống cá nhân. Bạn hãy kiên nhẫn lắng nghe và hãy cân nhắc kỹ lưỡng những sự góp ý này vì chúng có thể mở ra cho bạn những cơ hội mới mang lại những lợi ích thiết thực cho cuộc sống của mình. Tuy nhiên, tử vi 12 con giáp cho thấy ngày có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của hỏa khí vượng thì có thể khiến cho sức khỏe của tuổi Tỵ không được tốt. Những triệu chứng thất thường thì có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể của bạn đang gặp các vấn đề cần phải được kiểm tra và chăm sóc kịp thời. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, bạn đừng đánh đổi chúng bằng bất cứ thứ gì. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ mệnh kim, mối quan hệ hợp tác và làm ăn đang diễn ra suôn sẻ, hài hòa, giúp bạn mở rộng cơ hội và gặt hái được những thành công. Về tử vi tuổi Bính Ngọ mệnh thủy, có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân có thể gặp được những đối tượng lý tưởng và bắt đầu những mối quan hệ mới. Về tử vi tuổi Mậu Ngọ mệnh hỏa, đừng ngần ngại lắng nghe và tiếp thu những lời khuyên từ người khác. Chúng có thể giúp bạn đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Về tử vi tuổi Canh Ngọ mệnh thổ, đối với những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh thì công việc diễn ra rất thuận lợi, tiền bạc thu về tay không hề ít. Về tử vi tuổi Nhâm Ngọ mệnh mộc, đừng quên chăm sóc sức khỏe cho mình. Hãy duy trì chế độ dinh dưỡng và chế độ ăn uống nghỉ ngơi cho hợp lý. Về sự nghiệp của ngày tuổi Ngọ ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Ngọ ngày hôm nay
là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho ngày tuổi ngọ là ngày tuổi dần và ngày tuổi tỵ. Con số may mắn là số 6 và số 2. Và màu sắc cát tường là màu hồng và màu xanh. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi ngọ trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay có sự ảnh hưởng của hình xung thái tuế. Tuổi Mùi có thể gặp một chuỗi các vấn đề phức tạp và rắc rối. Công việc thì rất nhiều và yêu cầu sự tương tác liên tục thì có thể khiến cho người tuổi Mùi cảm thấy chóng ngợp. Để vượt qua được giai đoạn này, bạn cần phải kiên nhẫn, giữ vững tinh thần. Sự bền bỉ trong công việc và khả năng kiểm soát cảm xúc tốt cũng chính là chìa khóa giúp cho người tuổi Thìn giải quyết mọi nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Hơn nữa, ngày này thì người tuổi Mùi cũng cần phải hết sức thận trọng với những gì mà mình đang nói ra. Nguy cơ gặp phải thị phi và những rắc rối từ lời nói đang đến rất gần. Dù có ý định tốt và mong muốn đóng góp ý kiến một cách chân thành, nhưng nếu không được truyền tải đúng cách hoặc đúng thời điểm, thì lời nói của bạn có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có và làm tăng thêm áp lực. Tuy nhiên, không phải tất cả đều là khó khăn. Đón chào ngày mới có sự tương sinh của ngũ hành, nên nhân duyên của người tuổi Mùi cũng đang rất tích cực. Tình yêu và sự quan tâm sẽ giúp bạn hoàn thiện bản thân, củng cố các mối quan hệ. Tuổi Mùi sẽ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn với gia đình và những người thân. Và những nỗ lực của bạn trong việc duy trì và phát triển tình cảm sẽ mang lại những giây phút hạnh phúc đáng giá. Về tử vi tuổi Ất Mùi mệnh Kim, có thể thay đổi và cải thiện mọi thứ xung quanh. Nhưng trước tiên, bạn cần phải tự thay đổi cách nhìn và thái độ của chính mình. Về tử vi tuổi Đinh Mùi mệnh Thủy, bạn cần phải cẩn trọng với sự nóng nảy và tính cách háo thắng của mình. Chúng có thể dẫn đến những quyết định sai lầm nghiêm trọng. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi mệnh Hỏa, mối quan hệ với đồng nghiệp đang gặp trục trặc, thiếu đi sự hòa hợp. Bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn để khôi phục sự đồng thuận và làm việc nhóm với nhau. Về tử vi tuổi Tân Mùi mệnh Thổ, bạn cần kiểm soát cảm xúc và tập trung cao độ vào những công việc được giao. Điều này sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn một cách hiệu quả. Về tử vi tuổi Quý Mùi mệnh Mộc, tình cảm đang có dấu hiệu khởi sắc hơn, đặc biệt đối với người đã có đôi có cặp. Bạn hãy nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ. Về sự nghiệp của người tuổi Mùi ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Mùi ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Mùi là người tuổi Mão và người tuổi Hợi. Con số may mắn là số 1 và số 0 và màu sắc cát tường là màu trắng và màu xám. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Mùi trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy hôm nay có sự xuất hiện của thương quan. Điều này thì có thể khiến cho vận trình của tuổi Thân trở nên đầy thử thách và căng thẳng. Bạn có thể cảm nhận được những sự áp lực đang dần gia tăng, không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Trong bối cảnh hiện tại, việc giữ bình tĩnh và kiểm soát được cảm xúc của mình là một điều vô cùng quan trọng. Tuổi Thân cũng nên cẩn trọng trong quá trình giao tiếp và tránh những hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có. Nếu như bạn cảm thấy quá căng thẳng hoặc khó chịu, thì việc tìm kiếm sự chia sẻ từ phía bạn bè hoặc từ những người thân có thể là một giải pháp rất hữu ích. Thay vì mang những gánh nặng trong công việc về nhà, bạn hãy dành thêm thời gian để gặp gỡ, để trò chuyện với những người xung quanh. Những khoảnh khắc thư giãn và vui vẻ này sẽ giúp bạn giảm bớt đi sự căng thẳng và sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bên cạnh đó, ngày có sự xung khắc của ngũ hành thì có thể dẫn đến những bất đồng về quan điểm tài chính giữa bạn và các thành viên trong gia đình. Những tranh cãi và những thảo luận đang căng thẳng hơn. Tuy nhiên,
thì bạn hãy tôn trọng quan điểm của người khác thay vì bảo thủ và chỉ giữ quan điểm cá nhân của mình. Sự linh hoạt và sẵn sàng lắng nghe thì có thể giúp bạn giải quyết những mâu thuẫn một cách rất hiệu quả. Về tử vi tuổi Giáp Thân mệnh Thủy, tình cảm có thể gặp rắc rối khi mà các cặp đôi phải đối mặt với sự phản đối từ phía gia đình. Về tử vi tuổi Bính Thân mệnh Hỏa, sẽ dễ dàng hơn để cảm nhận sự thoải mái và dễ chịu nếu bạn nhìn nhận mọi việc với một thái độ tích cực lạc quan. Về tử vi tuổi Mậu Thân mệnh Thổ, để tránh cảm xúc nóng giận chi phối hành động, bạn cũng nên cẩn trọng trong các mối quan hệ. Về tử vi tuổi Canh Thân mệnh Mộc, hãy giữ bình tĩnh và tránh áp đặt quan điểm của mình lên người khác. Sự khách quan và tôn trọng ý kiến của mọi người sẽ giúp bạn duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp. Về tử vi tuổi Nhâm Thân mệnh Kim, công việc có thể trở nên rối ren hơn khi bạn làm việc theo cảm hứng nhất thời. Về sự nghiệp của người tuổi Thân ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là khá và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho người tuổi Thân ngày hôm nay là từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Thân là người tuổi Dậu và người tuổi Tý. Con số may mắn là số 1 và số 2. Và màu sắc cát tường là màu đen và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Thân trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Ngày tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy, đón chào ngày mới có sự hỗ trợ từ tam hợp sẽ mở ra những cánh cửa mới trong sự nghiệp cho tuổi Dậu, giúp bạn dễ dàng nắm bắt được những cơ hội để thăng tiến. Tuổi Dậu có khả năng đạt được nhiều thành tựu và nhiều thành công. Đặc biệt trong công việc thì nhờ vào năng lực và sự tin tưởng của chính mình thì bạn sẽ có cơ hội để thể hiện toàn bộ những tiềm năng của mình mà không cần phải lo lắng về sự ganh đua của bất kỳ ai khác. Thực thần xuất hiện còn mang đến những tinh thần hứng khởi và sự sáng tạo vượt trội. Bằng những ý tưởng độc đáo và sự dám nghĩ dám làm, tuổi Dậu sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh. Sự quyết đoán và bản lĩnh của bạn sẽ giúp bạn tận dụng tối đa những cơ hội đang xuất hiện với mình và làm cho công việc cũng như các dự án của bạn đạt được những kết quả tốt hơn. Tuy nhiên thì phương diện tình cảm của tuổi Dậu ngày hôm nay lại đang có những dấu hiệu không được tốt như mong đợi. Ngày ngũ hành xung khắc thì có thể tạo ra những trở ngại trong việc tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Dù bạn có thể cảm thấy gần kề với tình yêu, nhưng sẽ có những sự cố không ngờ thì có thể khiến cho cơ hội này trở nên xa vời hơn. Tuổi Dậu thì cũng nên giữ vững niềm tin và cũng nên kiên nhẫn, vì con đường tìm kiếm tình yêu của bạn sẽ gặp một số trắc trở. Về tử vi tuổi Ất Dậu mệnh Thủy, đường công danh sự nghiệp đang dần rộng mở hơn, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội để thăng tiến. Về tử vi tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa, mối quan hệ tình cảm thì có thể gặp khó khăn và thử thách. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ, bạn hãy tự tin thể hiện khả năng và năng lực của mình mà không cần phải lo lắng về sự ghen tị hay đố kỵ từ người khác. Về tử vi tuổi Tân Dậu mệnh Mộc, với sự quyết đoán và bản lĩnh của mình, bạn dễ dàng nắm bắt được cơ hội và phát huy tối đa khả năng của bản thân. Về tử vi tuổi Quý Dậu mệnh Kim, đường tài lộc ngày hôm nay đang khá thuận lợi, các cơ hội hợp tác làm ăn mở ra suôn sẻ hơn. Về sự nghiệp của người tuổi Dậu ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Dậu ngày hôm nay là từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Dậu là người tuổi Ngọ và người tuổi Thìn. Con số may mắn là số 0 và số 2. Và màu sắc cát tường là màu hồng và màu nâu. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Dậu trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Và ngay tiếp theo, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, đón chào ngày mới, ảnh hưởng của vận khí tương hình thì có thể đưa người tuổi Tuất vào những tình huống tranh chấp và mâu thuẫn không đáng có. Hôm nay có nguy cơ bị lôi kéo
vào những cuộc xô xát và có thể gây tổn hại đến tài chính. Chính vì vậy mà người tuổi Tuất cũng cần phải tránh xa những cuộc cãi vã và những cuộc xung đột để bảo vệ tài sản của mình. Đừng để những tranh chấp nhỏ nhặt làm hao hụt nguồn tài chính. Bên cạnh đó, bạn cũng nên giữ bình tĩnh và biết tiết chế cảm xúc, bởi đây cũng là một cách rất tốt để bạn chứng minh sự trưởng thành và tôn trọng của người khác. Trong tình huống mâu thuẫn, hiệu suất làm việc chắc chắn sẽ bị giảm sút, gây ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung của tập thể. Bạn hãy cố gắng duy trì sự điềm đạm và sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của mình. May mắn là vận trình tình cảm của tuổi Tuất ngày hôm nay đang có dấu hiệu khởi sắc. Ngày ngũ hành tương sinh thì mang lại nhiều cơ hội để bạn vượt qua những nỗi đau trong quá khứ, mở ra con đường mới đầy hy vọng trong tương lai. Sự mạnh mẽ và sự quyết tâm của bạn sẽ giúp bạn tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên trong tình cảm. Bạn đừng để những vết thương cũ cản trở mình tiến tới hạnh phúc trong tầm tay. Về tử vi tuổi Giáp Tuất mệnh hỏa, bạn hãy có trách nhiệm và hãy tôn trọng công việc của người khác. Sự chăm sóc và quản lý công việc sẽ góp phần tạo ra môi trường làm việc hiệu quả hơn. Về tử vi tuổi Bính Tuất mệnh thổ, hãy tránh xa những cuộc xô xát và những cuộc tranh chấp không cần thiết để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình. Về tử vi tuổi Mậu Tuất mệnh mộc, khi mà mâu thuẫn xảy ra thì hiệu quả công việc sẽ bị giảm sút. Bạn hãy cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để xử lý khéo léo các vấn đề. Về tử vi tuổi Canh Tuất mệnh kim, công việc có thể gặp khó khăn khi mà phải đối mặt với những thị phi, những lời đồn thổi từ những kẻ tiểu nhân gây ra. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất mệnh thủy, đã đến lúc bạn cần vượt qua nỗi đau trong quá khứ, mạnh mẽ tiến bước về phía trước để nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình. Về sự nghiệp của người tuổi Tuất ngày hôm nay được đánh giá là trung bình, tài lộc là trung bình, sức khỏe là trung bình và tình cảm là tốt. Về giờ tốt cho người tuổi Tuất ngày hôm nay là từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ cho người tuổi Tuất là người tuổi Dần và người tuổi Thân. Con số may mắn là số 5 và số 2. Và màu sắc cát tường là màu trắng và màu tím. Trên đây, đó là tử vi của con giáp tuổi Tuất trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều điều may mắn. Và cuối cùng, mời quý anh chị và các bạn cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Hợi trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Xem tử vi 12 con giáp cho thấy hôm nay có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tam hội. Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Hợi đang trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Sự nghiêm túc và tinh thần luôn có trách nhiệm đã giúp cho công việc diễn ra suôn sẻ và cấp trên cũng hoàn toàn cảm thấy yên tâm mỗi khi giao phó những nhiệm vụ cho mệnh chủ. Khả năng làm việc hiệu quả và sự tận tâm của tuổi Hợi chắc chắn sẽ được công nhận và được đánh giá rất cao. Tuy vậy, để tiếp tục trên đà thăng tiến thì bạn cũng cần phải tự khắc phục những điểm yếu của mình, đó là sự cứng nhắc và đôi khi lại có phần khá bảo thủ. Việc lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ mọi người xung quanh sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn và cải thiện khả năng xử lý các tình huống. Khi mà bạn linh hoạt hơn trong cách tiếp cận và sẵn sàng để thay đổi thì con đường tiến bước trong sự nghiệp cũng được rộng mở hơn rất nhiều. Ngoài ra, ngày hôm nay có sự xung khắc thủy hỏa thì có thể làm xuất hiện những vết rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Hợi. Mối quan hệ hiện tại đang có nguy cơ trở nên xa cách và không còn gắn bó như xưa. Để cải thiện tình hình này, bạn hãy nhanh chóng xác định nguyên nhân gây ra các vấn đề đó và cũng nên tìm cách khắc phục càng sớm càng tốt. Sự chủ động và sự chân thành trong giao tiếp sẽ giúp bạn củng cố lại các mối quan hệ và hàn gắn lại những vết rạn nứt đó. Về tử vi tuổi Ất Hợi mệnh hỏa, tài lộc đang tăng tiến mạnh mẽ. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn tập trung vào việc tiết kiệm để đầu tư sinh lời. Về tử vi tuổi Đinh Hợi mệnh thổ, dù tài lộc có dồi dào thì bạn cũng cần phải lên kế hoạch chi tiêu cho hợp lý, tránh tiêu xài hoang phí. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc, hãy linh hoạt hơn trong cách tiếp cận và hãy sẵn sàng lắng nghe ý kiến từ người khác để giúp con đường sự nghiệp trở nên thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi Tân Hợi mệnh kim, vận trình tình cảm đang có dấu hiệu không được ổn định. Bạn hãy chủ động tìm hiểu nguyên nhân và xử lý càng sớm càng tốt. Về tử vi tuổi Quý Hợi mệnh thủy, sự trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc sẽ giúp bạn hoàn thành mọi công việc được giao. Về sự nghiệp của người tuổi Hợi ngày hôm nay được đánh giá là khá, tài lộc là tốt, sức khỏe là khá,
và tình cảm là khá. Về giờ tốt cho ngày Tuổi Hợi ngày hôm nay là từ 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ cho ngày Tuổi Hợi là người Tuổi Tý và người Tuổi Thìn. Con số may mắn là số 8 và số 2. Và màu sắc cát tường là màu nâu và màu đen. Trên đây, đó là tử vi của con giáp Tuổi Hợi trong ngày 22 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn đón ngày Chủ Nhật luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo.